Vâng, Game Bonsai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Đều à. Hôm nay cốt này lên bẻ đá lại quay cho anh em ngắm xem. Đấy mọi người nha, nó để trong cái bẻ kia nó hơi rộng. Một cái tác phẩm cái này có thể bê đi chơi được rồi mọi người nhé. Đây. Đấy, vừa rồi giặt cái rễ này, rang rễ này sang sang năm là bẻ rất là đẹp mọi người đấy. Phông này có phông quay rất là đẹp mọi người nhé. Đây. Nó đang ướt đây, cái phần điểm lưu của nó này, một cột trực bà bài rất xịn mọi người nhé, trục đây kích thước của mọi người nhé, kích thước này cao này. Nói chung là bây giờ mà tìm được những cái cốt mà làm thành tay tay như này thì chơi như này thì cũng rất là ít mọi người nhé, mà có thì rất là cao. Hôm mình lên triển lãm ở trên Bắc Linh ấy, có cái cốt mà gần như là nó còn sơ xác, nó không được như này, hỏi các bác toàn đòi 25 30 triệu không mua được. Thì một size giới thiệu cho mọi người là một số cái mẫu đây nhá, so với tay này đấy, bạn nhìn này, sùi hết này, phải 5 nữa thì nhìn nó kinh lắm. Đây các bạn nhìn, những cái tay chỗ này của nó còn ra được mầm thì nó mới sùi mạnh được, sau rụt rịt hết. Quá đẹp. Đấy, những cái đồ đẹp bây giờ kiếm khó lắm. Đây là một cái cốt cái này có thể là bê đi chơi được rồi mọi người nhé. Quá vip luôn. Đây, quay từ trên xuống nhìn nó mới đẹp. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tầm 4 cốt ở một cái video cho nó tròn vành cái video, anh em xem cho nó dễ, không bị dài quá cũng không ngắn quá. Đấy là một cái cốt đầu tiên mọi người nhé. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho mọi người một cái cốt thứ hai. Sau này thì nó chỉ quận. Vâng, thưa quý vị các bạn nhé, thì tiếp theo thì Emosai giới thiệu mọi người là một cái cốt si rất là đẹp. Cốt này thì đây mọi người cho găng tay một này, đường kính của nó, đường kính này bẹ này của nó khoảng tầm 45 hơn đấy, 45 47 đấy. Nó to đừng vừa lấy cái cốt vừa lấy trong bể đá, nó chỉ to bằng từ đây đến đây thôi mọi người nhé. Cái này to hơn gấp đôi cơ, gấp 3 lần. Rồi, mình quay cho mọi người xem. Cái này nó có cái sẹo rất là đẹp mọi người nhé, sẹo nó thành cái đường chạy vắt này. Sau này nó đang bo mạnh này, bo vào đây thì cây này nhìn trông phê lắm. Thực ra là những cái cốt như này thì bây giờ cũng không còn nhiều đâu mọi người nhé. Đây, quay gần cho mọi người xem cái lưu này. Cốt này khá to. Con này giờ anh em chỉ giật thêm tầm 1-2 đường chuyển là đóng bông chơi rồi. Rất là đẹp đây mọi người nhé. Da đẹp. Đây mọi người để ý mọi người để ý những cái lu này, lu tự nhiên này. Đấy. Rất là quý. Anh em ở xa có chốt được thì cứ chốt luôn. Mình quay chi tiết cho mọi người. Thì cây như anh em lấy cây của Emosai thì biết rồi. Thì cây nó có như thế nào mình bảo y đúc như vậy. Đấy, có sẹo, có sâu hay bất kỳ một cây gì mình quay mình sẽ quay chi tiết cho anh em, ghép hay chắp hay là cây liền lạc hay như nào mình bảo luôn. Đấy, nhiều anh em bán cây địa điểm bán cây không uy tín, nhiều anh em bán cây cứ mặt đẹp quay mặt xấu thì quay qua qua xong lại hất máy sang chỗ khác. Anh em nhận cây đôi bên thắc mắc nên nhiều khi là mất uy tín, nên mình bán hàng anh em đa số là nó có như nào mình bảo như vậy. Thì ở ngoài lúc nào nhìn nó đẹp hơn mọi người nhá. Đây là con này ở ngoài nhìn trông gấu lắm. Đây mọi người nhá, thì mình không dùng thước, thì mình đường kính đây nó cứ tầm 45 đổ lên, 45 đến 47. Đây mọi người so với người đứng cạnh này đấy, được chưa? Đây mọi người xem cái chỗ đường bắt đầu từ lưng sụ nó hết lên thì phê. Đấy các bạn so với người đấy nhá, đấy người đứng cạnh. Vâng. Đây là một cái cốt thứ hai mọi người nhá. Thì tiếp theo Emosai sẽ lên thêm cho mọi người một số cốt vip vip nữa. Đấy. Tiếp theo Emosai lên cho mọi người một cái cốt xì cũng rất là đẹp. Đấy. Đây so với người ngồi cạnh đây nhá. Chậu 40. Chậu này 40. 42 gang. Chậu này phải 45. Chậu 2 gang, nong thôi. Tính cái chậu thì chậu tàu, chậu rất đẹp.
Con này ngoài rất to nha mọi người, đây mọi người so với người này, đấy. Quay lên ảnh mà nhìn không để ý là nhìn tưởng cây nó bé, đây đây. Căng tay này mọi người, đây. Đường kính của nó, đường kính cái này 40. Con này phì lắm các bạn. Đấy. Các bạn nhìn con này ở ngoài cực gấu luôn. Mình thích nhất là cái sẹo ngày xưa này. Đấy, mình rất thích đục ra vắt thành đường tay luôn này. Đấy, sẹo đục thành tay nó là cả một nghệ thuật các bác nhé. Tay cút là rất là mút, rất là to rồi. Tại mọi người nhỉ, nó nhũn nhĩn hết rồi. Hôm con này đóng thêm một lượt nữa thôi là nhìn nó phê lắm mọi người ạ. Là nhìn nó bắt đầu vào bông chơi rồi. Đấy, lắc lên một cái đây. Đấy, lên đây một cái xong đóng bông ra. Con này nếu mà làm chỉ khoảng tầm một năm nữa thôi mọi người nhé, một năm nữa là khá mịn rồi. Một cái cút xì gấu quá. Con này ngoài to lắm nhé, không bé đâu. Đây lọt lòng của nó là đã 40 rồi. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ lên cho mọi người một cái cốt nữa nhé. Đấy, quá chất luôn. Nói chung là để đảm bảo về chất lượng và cái giá cả của mình bán cho anh em thì đa số là anh em biết rồi đấy. Cốt xịn thì giá nó cũng xịn nhưng mà so với ở ngoài vẫn rẻ hơn rất là nhiều mọi người nhé. Quá chất luôn. Đấy. So với giá tiền là 1-2-30 triệu mà được tìm những cốt này thì không có đâu mọi người. Hoạt động của anh em nhà vườn thì các bạn cũng biết là khá nhiều tiền nên khó mua lắm. Mình bán cho anh em thợ rất là nhiều nên là anh em hầu như là cũng chốt rất là dễ. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ lên cho các bạn là một số cốt nữa nhé. Vâng, thưa mọi người nhé. Đấy, vâng, tiếp theo thì ở cái cuối cuốn video này em Sai sẽ quay cho các bạn xem một cái cốt VIP nhất. Giá nó cũng hơi căng nhé mọi người nhé. Đấy. Đấy. Một cái cốt xì rất là đẹp mọi người nhé. Đây cái đường kính này. So với chiếc tay này. Quá đẹp luôn. Con này sao lại có cái con nó gấu như này nhỉ? Đây mình sẽ quay cho mọi người xem mặt trước mặt sau nhé. Con xì này. Ui dồi. Quá dã man các bác nhé. Đây. Kinh điển luôn. Nó ra ăn đâu mà nó luôn đấy. Hai mặt như nhau nhé. Tí nữa đây để từ để mình quay cho mọi người xem cái mặt này kỹ. Xong tí nữa mình quay cho mọi người cái mặt trong. Cột này quá gấu luôn. Chân bệ thì đều hết mọi người nhé. Đây. Ui dồi. Thành vách của nó này. Dã man. Tay. Đây mọi người này. Một cái cốt rất là đẹp mọi người nhé. Tí mình sẽ lấy cái này làm ảnh đại diện luôn. Nhìn ngoài gấu lắm các bạn. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem cái mặt trong nhé. Đây các bác nhé. Cái con này nhìn trông nó như cái con tí hưu ấy. Ui dồi. Quá chất luôn. Đây là mặt sau nhé, chơi mặt bên kia. Nói chung con này chơi được cả hai mặt. Đây các bác nhìn kỹ này. Cốt già mà. Cốt cách như này. Dã man luôn. Những cái đồ này mà nhìn trong ảnh nó đẹp, nhìn ngoài con gấu lửa mọi người nhé. Đấy. Rất đẹp. Nó nù sụn hết đây. Quay cho mọi người xem từ dưới lên này. Đấy, con này cao bây giờ hiện tại nó chỉ cao khoảng tầm gần 40 thôi. Hoàn thiện cao chắc 40. Một cái con rất đẹp. Đáng đồng tiền bát gạo các bác nhé. Đấy thì vừa rồi mình giới thiệu cho mọi người là một số cái cốt xì. Đấy, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhé.